xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Trong trải bài có rất nhiều thông điệp và các bạn lựa chọn thông điệp nào phù hợp với năng lượng của mình, các bạn chọn lấy ha. Sau đây là trải bài của các bạn. Đối tượng xem đã dành cho tất cả mọi người. Các bạn muốn nhận thông điệp từ vũ trụ sẽ gửi đến các bạn là gì? Trong trải bài các bạn gồm có lá như sau. Đầu tiên là các bạn có lá 9 ly. Kế đến nữa là các bạn sẽ có lá bài Queen of Wands, nữ hoàng gậy. Và lá bài cuối cùng chính là lá bài Eight of Pentacles, 8 tiền. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Đầu tiên, lá bài 9 ly này xuất hiện dù ngược hay xuôi cũng đều làm cái lá bài tạo cho bạn một cảm xúc rất là lâng lâng, bay bổng, rất là dễ chịu. Nó được biết đến là lá bài của ước nguyện, hàm ý rằng những gì mà bạn đang hy vọng hay mơ tưởng nhất đều có khả năng thuộc về bạn hết á. Và những ước muốn của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, mà đó không còn là những ước muốn viển vông nữa, mà nó sẽ thành hiện thực. Đây là một điều rất tốt nha các bạn. Và mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt, và bạn chắc chắn rằng bạn thực sự dừng lại trong phút giây và nghĩ về những gì bạn thực sự mong muốn có trong cuộc sống này, bởi bạn sẽ khám rất ngạc nhiên vũ trụ cho nó bạn đạt được trong thời điểm này. Do đó các bạn hãy mơ đi và hãy xác định là cái gì mình muốn thực sự nhất trong đời này. Và đây có một cái tín hiệu là mong các bạn phải dấn thân sâu hơn, hãy nhìn xa hơn cái vẻ bề ngoài. Có những thứ có vẻ rất là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà đang muốn nói rằng các bạn phải chắc chắn là các bạn đi sâu hơn khi bắt đầu tiến hành bất cứ cái việc gì, bởi vì cuộc sống rất là phức tạp hơn những gì bạn nghĩ và bạn thấy đó nha các bạn. Nên các bạn hãy nhớ là bạn cần đảm bảo rằng bạn biết rõ những gì bạn thực sự muốn và chấp nhận mọi trách nhiệm liên quan đến ước nguyện của bản thân mình. Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ được thành hiện thực tất cả các ước mơ nếu bạn gửi lên vào vũ trụ. Một viễn cảnh quá tuyệt vời phải không các bạn? Và có một số bạn đang cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Như bạn có nhớ là ngoài cái việc bạn đạt được cái thành quả mình có được, bạn phải cần duy trì nó trong cái sự khôn ngoan để các bạn có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề nha các bạn. Khi cái lá bài nữ hoàng gậy này xuất hiện, chứng tỏ là cái năng lượng của nữ hoàng gậy đã lan tỏa đến các bạn. Nó sẽ có một cái trở ngại nếu như các bạn không thực sự là cảm thấy mình đạt được những cái tính chất của nữ hoàng gậy. Đầu tiên là bạn có cảm thấy là mình hấp dẫn thật sự không? Bạn có tin vào bản thân của mình không? Bạn có tràn trề năng lượng không? Và bạn có xua tan đi tất cả các phiền muộn của mình hay không? Và bạn thực sự có hăng hái tiến về cuộc sống để có một cái không khí thật là vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết và sự tự tin. Và nếu như các bạn chưa có được một cái tâm thái là tự tin thầm lặng, tự nhận thức là mình có thể hoàn thành tất bất cứ việc gì, khi mà bạn tin mình làm được, bạn không có tỏ ra tự mãn và bạn luôn luôn là bận rộn với công việc, luôn luôn lạc quan và vui vẻ, thì thật sự tất cả những gì vũ trụ muốn là các bạn phải thực hiện những tính chất này của nàng để mà bạn có thể đạt được những ước mơ. Và năng lượng duy nhất của nữ hoàng gậy đó chính là luôn tìm cái niềm vui, niềm tích cực trong mọi hoàn cảnh đó các bạn. Đây là một cái năng lượng rất là lạc quan và vui vẻ, làm cái gì cũng tâm huyết và tận tâm đến cùng, không bao giờ nản chí. Và vũ trụ cũng nhắc nhở rằng sớm hay muộn gì bạn sẽ cần sự giúp đỡ của một người nào đó về cái vấn đề của mình. Có khả năng sẽ có một phụ nữ lớn tuổi hơn muốn giúp bạn đối phó với những tình cảnh khó khăn mà bạn đang đối mặt, và một cái gì đó mà người này còn đang chần chừ rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà thấy một người phụ nữ lớn tuổi muốn giúp đỡ các bạn thì bạn hãy chấp nhận và để cho người này tiến vào giúp đỡ của đời mình ha các bạn ha. Vì cái người này lớn tuổi hơn bạn nè, một người rất là biết cảm thông và biết cho đi. Và có khả năng là bạn sẽ được kết duyên cùng với một người nào đó mà thông qua một người phụ nữ lớn tuổi là may mối. Hãy để cho phụ nữ bước vào cuộc đời của bạn ha. Một người phụ nữ lớn tuổi, một nhân vật rất là tốt, tiến tới giúp cho bạn rất nhiều trong cuộc sống này. Tuy nhiên có một cái cản trở là nếu như các bạn có một cái sự thương thuyết với ai thì các bạn cần phải kiểm soát tốt tinh thần và ý chí của mình, bởi vì các bạn không quản lý được cái vấn đề rõ ràng á, khiến cho bạn rất là bị người khác lợi dụng của mình để trục lợi.
Ngoài ra khi thuyết phục một ai đó, bạn cũng cần phải mềm dẻo nè, kiên nhẫn nè, tránh áp đặt và đập đón. Và có một thông điệp nữa là nếu các bạn muốn can thiệp vào chuyện người khác thì chắc chắn là bạn làm cho họ đi, họ sẽ không bao giờ cảm ơn của bạn. Và có dấu hiệu là có một số bạn đang đảm nhận quá nhiều việc, quá nhiều nhiệm vụ, ôm đồm rất là nhiều. Khi đó các bạn cũng phải nên thả lỏng mình ra, tránh ra cái việc để làm cho các bạn bị một ai đó làm cho mình thiếu niềm tin vào cuộc sống, bị chóng ngợp và kiệt sức vì công việc nha các bạn. Và thông điệp của vũ trụ cũng hàm ý là cái thời điểm này bạn cần phải phát huy tính siêng năng và tập trung cao độ. Bạn gắng sức cho mọi việc quan trọng nhất trong thời điểm này, cho dù đó là một cái dự án trong công việc hay là cái trở ngại về tình yêu, gia đình, mục tiêu cá nhân của bạn. Có một số đó dù không có đem được sự thoải mái, nhưng mà các bạn cũng phải tập trung và gắng sức hết mình để làm thực hiện cái việc đó. Bạn phải nỗ lực hơn nhiều so với bình thường để bạn có thể đạt được những thành quả mà bạn mong muốn. Hiện tại các bạn đang hình như đang cố gắng tới 100/10 khả năng của mình luôn á. Do đó bạn phải cần bắt tay làm vào những gì bạn muốn làm và tiến hành nó thôi. Tất cả những thứ đó nó sẽ đem cho các bạn một kết quả rất là hoành tráng ở sau này. Cảm giác hài lòng và tăng năng sức rất cao ở nơi bạn đang thể hiện. Và các bạn cũng đừng có ngại ngùng khi các bạn cần sự hướng dẫn một ai đó. Bởi vì chúng ta cần phải có một người thầy hướng dẫn thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn so với việc các bạn tự mày mò và tìm hiểu. Cái gì cũng vậy, cần cái người hướng dẫn các bạn, một cái người chuyên môn giỏi về lĩnh vực đó giúp mình thì mình sẽ tiến nhanh và xa hơn rất là nhiều. Về tình cảm, nếu như mà các bạn đang trong mối quan hệ cam kết thì khối lượng công việc của bạn hay người yêu của bạn đây phải gánh vác nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Do đó các bạn phải chú ý dành đủ thời gian và không gian cho mối quan hệ của mình để không dính đến công việc cá nhân của mình, bằng không mọi thứ sẽ thành gánh nặng cho cả hai bạn. Và nếu như bạn còn độc thân á, thì vũ trụ cũng nhắc nhở các bạn á, bạn đang thực sự quá tập trung vào cái chuyện là tiền nong, tiền bạc và công việc. Bạn lăn lộn trong cái cuộc sống đến mức là bạn không có thực sự tạo ra đủ không gian để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Do đó các bạn hãy xem xét những ưu tiên của bạn nè, nhìn nhận ban đầu và bắt đầu đầu tư vào năng lượng của bản thân mình nhiều hơn. Nếu các bạn muốn yêu thì chắc chắn rằng bạn phải có một chỗ để dành cho tình yêu bước vào nha các bạn. Và thông điệp của vũ trụ luôn luôn nhắc nhở là các bạn phải nên cần tìm một người hướng dẫn, một người chỉ đường cho các bạn. Đây là cái cơ hội để các bạn có thể tha thứ. Trong cái tình huống này sẽ đưa cho các bạn một cơ hội để các bạn có thể hàn gắn phát triển và loại bỏ cái năng lượng xấu của mình. Hãy giữ cái niềm tin của mình, bởi một cái người khác sẽ đem đến một cái ánh sáng và những tin tức rất tốt lành. Cái người sẽ giúp cho các bạn rời bỏ những cái gì không đáng tốt nên rời bỏ. Những cái cảm xúc và năng lượng của bạn sẽ được nâng rất là cao lên một cái tầm mới, ở một cái tầm là rất là bình an và lòng trắc ẩn rất là cao. Và các bạn sẽ đạt được tất cả những cái lời cầu nguyện và cũng như là được trả lời những câu hỏi của mình thông qua cái việc bạn cầu nguyện. Và các bạn nguyên tố vàng sẽ là một trong những cái đem đến may mắn cho các bạn. Do đó các bạn hãy đeo vàng ha. Và ở đây có một cái số bài liên quan tới nguyên tố lửa, gồm có Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Và các bạn ở cung đất như là Kim Ngư, Sử Nữ và Ma Kết luôn nha. Và cả các bạn ở cung nước luôn, như là Song Ngư, Cự Giải và Bồ Cạp. Chỉ có cung khí á, là hình như không có được nhận cái thông điệp từ vũ trụ trong trải bài này nha các bạn. Và số may mắn của các bạn là số 8, số 9, số 3, số 6, số 2, số 4. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.